Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Công nghệ và Cuộc sống phát sóng trên kênh NTV. Thưa quý vị và các bạn, thật khó có thể hình dung được cuộc sống của nhân loại sẽ như thế nào nếu không có những ứng dụng thành tựu của sự phát triển khoa học và công nghệ. Cuộc cách mạng vĩ đại đó vẫn phát triển từng ngày từng giờ, hỗ trợ đắc lực cho cuộc sống của con người trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá nhiều thông tin khoa học công nghệ đặc sắc. Phát minh tháp thu nước sạch, xem giải phẫu cơ thể người qua bộ ảnh hoa lá, trải nghiệm kính dành cho game thủ giá tỷ đô tại Việt Nam là những tin tức nổi bật kỳ này. Tìm hiểu về sự phát triển của gã khổng lồ tìm kiếm Google là câu chuyện công nghệ gửi tới quý khán giả. Các chuyên gia sẽ giải đáp những câu hỏi về việc sử dụng các dịch vụ của Google có hiệu quả. Cuối chương trình như thường lệ là mục tương tác dành cho khán giả. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ mở cửa các phòng thí nghiệm của tất cả các viện nghiên cứu trực thuộc nhằm tạo điều kiện cho giới trẻ và những người quan tâm tới tham quan. Trong thời gian mở cửa từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 5, viện sẽ trưng bày giới thiệu kết quả nghiên cứu nổi bật và tạo điều kiện cho giới trẻ giao lưu với các nhà khoa học của viện. Đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 18 tháng 5. Chủ đề của ngày này năm nay là Khoa học và Công nghệ, động lực phát triển nhanh và bền vững. Ngày này được tổ chức nhằm tuyên truyền những thành tựu khoa học công nghệ, tôn vinh các nhà khoa học, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và lĩnh vực này. Một sản phẩm của một nhà phát minh người Ý với tên gọi tháp thu nước sạch vừa được ra đời. Thiết bị này có vẻ bề ngoài như một chiếc giỏ hoa xinh xắn làm bằng tre, cao 9,2 mét. Nó được dùng để thu nhận và cung cấp nước sạch cho các khu vực kém phát triển. Nó sử dụng một loại vật liệu đặc biệt để ngưng tụ hơi nước trong không khí, với mong muốn cung cấp hiệu quả nguồn nước sạch cho các làng mạc châu Phi. Cha đẻ của thiết bị này, nhà thiết kế Arturo Vittori nói với tạp chí Wired rằng tháp nước này được thiết kế để cung cấp nước sạch cũng như đảm bảo tính bền vững về môi trường, tài chính và xã hội. Điểm độc đáo của chiếc tháp tre cao hơn 9 mét này là trong quá trình xây dựng có thể tập huấn tay nghề và chuyển giao cho người dân địa phương. Sau đó, những người này sẽ dạy tiếp cho những người dân khác trong làng để tiếp tục phát triển các tháp nước khác. Mỗi tháp thu nước có chi phí khoảng 550 đô la, tốn thời gian chừng một tuần để hoàn thiện, cần 4 nhân công và sử dụng vật liệu có sẵn tại địa phương. Ban đầu dự án này được hình thành cho các vùng miền núi ở Ethiopia, nơi mà phụ nữ, trẻ em phải mất vài giờ đi bộ để lấy nước. Một bộ ảnh hết sức đặc biệt về giải phẫu cơ thể người đã cho người xem như được hòa mình vào thiên nhiên cũng như hiểu phần nào về cấu tạo cơ thể của con người. Nghệ sĩ Travis Butler đã dựa vào những cuốn sách giáo khoa cổ về tự nhiên khoa học để thực hiện nên bộ ảnh đầy sáng tạo, kết hợp giữa giải phẫu học, thực vật học và sinh học. Những bức ảnh của ông mang âm hưởng lặp đi lặp lại của thiên nhiên. Kết cấu xoắn ốc và nếp gấp được bố trí hợp lý, không những giúp người xem hình dung ra cấu tạo cơ thể con người, mà còn thể hiện được vẻ đẹp phong phú của thiên nhiên. Lần đầu tiên, người yêu thích công nghệ Việt Nam có cơ hội trải nghiệm chiếc kính thực tế ảo Oculus Rift, sản phẩm công nghệ đình đám nhất hiện nay sau khi Facebook chi ra 2 tỷ đô la để mua lại công ty Oculus VR, chủ sở hữu của chiếc kính này. Trong tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Học viện VTC đã phối hợp cùng với công ty IDT, dự án học làm giàu và Ristech Việt Nam, giới thiệu về chiếc kính thực tế ảo Oculus Rift. Chiếc kính thực tế ảo này có hai màn hình với chất lượng hiển thị 1080x1920, giúp người chơi điện tử trải nghiệm môi trường thực tế ảo. Các ống kính phía trên màn hình sẽ làm nhiệm vụ tạo hình ảnh 3D. Bên trong kính có thêm các cảm biến, giúp theo dõi các động tác của người dùng và điều chỉnh hình ảnh cho phù hợp. Khi đeo loại kính này, các game thủ sẽ thấy mình như được hòa mình vào thế giới không gian 3D. Người chơi sẽ cảm thấy choáng ngợp, đặc biệt khi chơi các game nhập vai hay FPS. Bà Thái Thị Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Nội dung số Học viện VTC tin rằng người yêu công nghệ Việt Nam sẽ có được những trải nghiệm khác biệt chưa từng có khi sử dụng kính Oculus. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng biết đến và sử dụng các dịch vụ tiện ích của gã khổng lồ Google. Sự xuất hiện của Google được đánh giá là đã thay đổi nhân loại. Nó đã trở thành một trong những công cụ hữu hiệu bậc nhất lan tỏa khắp toàn cầu. Không chỉ có công cụ tìm kiếm như ban đầu, Google hiện ngày càng lớn mạnh với nhiều dịch vụ và tiện ích hơn, đáp ứng hầu như đầy đủ mọi nhu cầu của người sử dụng. Và một câu chuyện công nghệ kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá về những cột mốc đáng nhớ trong tiến trình phát triển của Google. Trở lại vào thuở sơ khai, Larry Page và Sergey Brin, khi đó là hai nghiên cứu sinh tại trường đại học Stanford, gặp nhau và cùng quyết định tạo ra một công cụ tìm kiếm với tên gọi Backrub vào tháng 1 năm 1996.
Sau đó cả hai quyết định biến đổi tên gọi công cụ tìm kiếm của mình thành Google, một cách chơi chữ từ chữ Google với ý nghĩa số 1 kèm theo 100 số 0 đằng sau, với hàm ý nhiệm vụ của nó sẽ tạo nên một số lượng vô hạn các nguồn tài nguyên trên website, và thực sự họ đã làm được. Tháng 9 năm 1998, Larry Page và Sergey Brin đã đầu tư khoảng ban đầu là $100,000, quyết định thành lập công ty Google Inc. trong gara căn hộ Menlo Park, California của Mỹ, và quyết định thuê nhân viên đầu tiên là Chris Levantin. Một điều khá thú vị, cả Page lẫn Brin không giỏi trong việc sử dụng ngôn ngữ lập trình web. Do vậy, trang chủ đầu tiên của Google khá sơ sài. Kèm với đó là cả hai phải chèn thêm một thông điệp phía cuối trang để thông báo cho người dùng được biết nội dung trang đã được tải hết. Và sau một năm ra đời thì Google đã chuyển trụ sở mới tới bang California, chính là trụ sở ngày nay của Google. Hãng cũng đã nhận thêm khoản tiền đầu tư lên đến 25 triệu USD từ các nhà đầu tư. Năm 2000, Google đã dần khẳng định tên tuổi của mình khi hợp tác và thành công trong công cụ tìm kiếm mặc định của Yahoo và thế lực hàng đầu vào thời điểm đó trong làng công nghệ. Ngoài sự hợp tác này thì Google tuyên bố rằng mình đã đánh dấu được hơn 1 tỷ trang web và trở thành công cụ tìm kiếm lớn nhất trên thế giới. Trong năm này, Google cũng lần đầu tiên ra mắt dịch vụ quảng cáo từ khóa AdWords. Tính năng tìm kiếm hình ảnh Image Search được Google công bố vào tháng 7 năm 2001. Và ngay khi ra mắt thì Google cho biết đã ghi dấu được 250 triệu hình ảnh. Năm 2003 thì Google giới thiệu công cụ quảng cáo trực tuyến lớn nhất thế giới AdSense, được xem là con gà đẻ trứng vàng. Đây là hình thức quảng cáo kết hợp cùng với Google AdWords, cho phép đặt quảng cáo từ các nhà quảng cáo lên các trang web từ bên thứ ba để thu hút thêm khách ghé thăm cho các nhà quảng cáo. Google ra mắt Gmail vào đúng ngày cá tháng 4, mùng 1 tháng 4 năm 2004. Gmail đã nhanh chóng thu hút được đông đảo người sử dụng nhờ những ưu điểm vượt trội của nó. Ngày nay Google đã mở cửa để người dùng tham gia Gmail miễn phí, và Gmail đã nhanh chóng trở thành dịch vụ email hàng đầu thế giới về lượng người dùng. Bản đồ trực tuyến được Google giới thiệu vào tháng 2 năm 2005 và được tích hợp lên iPhone vào năm 2007. Cùng với sự ra mắt của Google Maps tháng 6 năm 2005, ứng dụng Google S, phiên bản vệ tinh bản đồ trái đất cũng được Google trình làng. Ngoài ra, Google cũng đã thâu tóm Uchin, dịch vụ tối ưu dữ liệu mà sau này được Google phát triển thành dịch vụ Google Analytics. Với mức giá 1,65 tỷ USD, thương vụ thâu tóm YouTube vào tháng 10 năm 2006 là một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử Google và cao nhất đến thời điểm bấy giờ. Ngày nay, YouTube đã trở thành dịch vụ xem và chia sẻ video trực tuyến lớn nhất thế giới, với hàng triệu đoạn video được chia sẻ mỗi ngày. Tháng 11 năm 2007, Google mua lại công ty Android và Google gọi đây là nền tảng di động mở đầu tiên trên thế giới. Đây là một trong những thương vụ thành công nhất của Google. Và tháng 9 năm 2008 thì Google giới thiệu Chrome, trình duyệt web mã nguồn mở của mình, và nhanh chóng chiếm được thị phần trên thị trường trình duyệt web. Tốc độ phát triển của Chrome rất nhanh chóng, phiên bản thử nghiệm thứ 14 cũng đã vừa được trình làng. Dường như Google chưa bao giờ muốn từ bỏ giấc mơ mở xây dựng một mạng xã hội của mình. Tháng 6 năm 2011, mạng xã hội Google Cộng, mạng xã hội được Google đầu tư một cách mạnh mẽ, chính thức ra đời. Mặc dù chỉ ở giai đoạn thử nghiệm và phải có thư mời mới được phép tham gia, nhưng Google Cộng đã nhanh chóng thu hút được hàng chục triệu người dùng. Cũng trong năm này, Google đã tạo nên một bom tấn khác với thương vụ thâu tóm toàn bộ bộ phận di động của Motorola với giá 12,5 tỷ USD, thương vụ đắt giá nhất trong lịch sử của Google. Trải qua 15 năm, Google đã trở thành dịch vụ không thể thiếu đối với người dùng Internet. Hiện Google được đánh giá là một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất và được xem là công ty có nhiều công nghệ mang tính cách mạng nhất, vượt qua cả Apple. Trong số các dự án mà Google đang phát triển, có những dự án mang tính tương lai, chẳng hạn như kính thông minh Google Glass, dự án xe tự lái hay dự án phủ sóng Wi-Fi trên toàn cầu bằng khinh khí cầu, v.v. Cùng với sự phát triển và sáng tạo của mình thì chắc hẳn Google sẽ còn tiếp tục vươn lên những tầm cao mới trong tương lai để tiếp tục là gã khổng lồ hàng đầu trong làng công nghệ thế giới. Như tất cả chúng ta cũng đã biết, Google được xem là công cụ gần như không thể thiếu trong cuộc sống công nghệ ngày nay. Nhưng việc biết và tận dụng được thế mạnh của Google thì không phải ai cũng khai thác một cách có hiệu quả. Và trong mục tư vấn công nghệ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi với anh Nguyễn Thành Vinh, chuyên gia tư vấn dịch vụ Google, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Thành Vinh, để cùng tìm hiểu về cách thức sử dụng các dịch vụ của Google. Xin chào anh, cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình Công nghệ Cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Có một câu hỏi muốn được gửi tới anh. Có thể nói rằng Google là một công cụ tìm kiếm phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên thì nhiều người chia sẻ rằng họ vẫn chưa biết cách sử dụng dịch vụ của Google như thế nào để nhận được kết quả tìm kiếm tối ưu nhất.
Vậy anh có thể chia sẻ và hướng dẫn cho khán giả của chương trình cách sử dụng những cú pháp hay thủ thuật tìm kiếm của Google để đạt được hiệu quả tối ưu nhất? Thuật toán Google để những cú pháp và những thủ thuật để tìm kiếm trên Google để hiệu quả nhất. Chúng tôi có thể nêu ra 5 cách để mà tìm kiếm trên Google hiệu quả nhất. Cách thứ nhất là dấu ngoặc kép. Khi các bạn đánh cụm từ trong dấu ngoặc kép, các bạn để dấu ngoặc kép thì các bạn tìm ra được đúng cụm từ các bạn mong muốn. Còn được cách thứ hai đó là dấu ngã, thì các bạn sẽ tìm được những cụm từ đồng nghĩa với từ các bạn tìm kiếm. Cách thứ ba để dấu trừ để các bạn tìm kiếm loại bỏ những từ các bạn không mong muốn tìm kiếm. Cách thứ tư là dấu hỏi, là các bạn có thể tìm những từ các bạn không biết, nó sẽ tìm, Google sẽ đưa ra kết quả các bạn mong muốn. Cách thứ năm là dấu cộng. Khi mà các bạn tìm kiếm, các bạn để dấu cộng trước, nó sẽ ra được một cái kết quả kèm theo mà các bạn mong muốn. Ngoài tính năng tìm kiếm web cơ bản thì Google còn cung cấp hàng loạt các dịch vụ khiến người sử dụng rất hài lòng. Trong đó phải kể đến việc quảng cáo ở trên Google. Đây có thể coi là thế mạnh vượt trội và mang lại doanh thu khổng lồ cho tập đoàn này. Và đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp mới thành lập, thì việc tiếp cận với hình thức quảng cáo trên Google nên quan tâm và lưu ý những điều gì để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp? Hiện tại trên Google nó có 4 loại hình thức quảng bá thương hiệu. Một là Google AdSense, 2 là Google AdWords, 3 là Google Analytics, 4 là Google Analytics. Thì thông dụng nhất của hai quảng bá thương hiệu mà các doanh nghiệp đang sử dụng đó là Google AdWords và Google AdSense. Google AdWords là được gọi tắt là SM và là Google tính click chuột. Google này thì chi phí nó khá cao, đòi hỏi doanh nghiệp là phải đầu tư nó lớn về mảng quảng bá. Hiệu quả của nó là nó thể phụ thuộc vào từ khóa hay là thứ hạng mà doanh nghiệp muốn chọn lựa, thì đồng nghĩa với rằng là chi phí họ trả nó cao như thế nào. Còn cái hình thức thứ hai là Google AdSense, là hay gọi tắt là SEO, nó gọi là Google từ khóa. Từ khóa này nó hiệu quả nó không cao bằng Google AdWords. Ngược lại, thời gian để mà nó đạt được mức độ hay thứ hạng của từ khóa nó có cần khoảng 1 đến 3 tháng tùy vào cái từ khóa hay mức độ cạnh tranh mà doanh nghiệp đã chọn lựa. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Vinh. Và quý vị và các bạn hãy gửi những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ đến địa chỉ email của chương trình công nghệ và cuộc sống ntva@gmail.com hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng 0383 999 686 để chúng tôi sẽ có những chuyên gia giải đáp thắc mắc cho quý vị và các bạn. Tạp chí Công nghệ và Cuộc sống tiếp tục trở lại với quý vị và các bạn trong chuyên mục tương tác dành cho khán giả. Có thể nói đây là mục được quý khán giả chờ đón nhất trong chương trình. Ở kỳ trước, câu hỏi của chương trình, theo bạn, nguyên lý hoạt động của tủ lạnh là gì? Và đáp án đúng là đáp án A, sử dụng hơi nước khô để hấp thụ nhiệt. Và Vương rất vui mừng được thông báo chủ nhân của số điện thoại may mắn đã trúng thưởng cho câu hỏi kỳ trước là anh Nguyễn Văn Lâm ở địa chỉ xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An với số điện thoại 0125 349 1514. Và câu hỏi kỳ này như sau. Theo bạn, trình duyệt web của Google có tên gọi là gì? A. Firefox, B. Chrome. Quý vị hãy chọn tin nhắn theo cú pháp CNCS cách X cách Y, trong đó CNCS là mã của chương trình, X là đáp án đúng, Y là số người có cùng đáp án và gửi đến tổng đài 8188. Một vị khán giả may mắn có câu trả lời đúng và lựa chọn số người có cùng đáp án gần đúng nhất sẽ nhận được một phần quà của nhà tài trợ VNPT Nghệ An trị giá 1 triệu đồng. Chúc quý vị và các bạn may mắn. Và những thông tin thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Công nghệ và Cuộc sống NTV ngày hôm nay. Xin được cảm ơn VNPT Nghệ An đã phối hợp thực hiện chương trình này. Mọi thư từ thắc mắc đóng góp cho chương trình hoặc những câu hỏi về lĩnh vực khoa học công nghệ, quý vị có thể gửi về địa chỉ chương trình Công nghệ và Cuộc sống NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh hoặc qua địa chỉ email công nghệ và cuộc sống ntva@gmail.com. Quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào địa chỉ Facebook Công nghệ và Cuộc sống NTV hay gọi điện thoại đến đường dây nóng 0383 999 686. Và cũng đừng quên truy cập website truyenhinhnghean.vn để xem lại các chương trình đã phát sóng. Còn bây giờ, Hà Phương xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.